Rộng ra thì như Kinh Lăng Già nói rằng, A-la-hán nhập vô dư niết bàn, trải trăm ngàn kiếp ham rượu tam muội, say xưa mà nằm, sau từ đó dậy mới phát đại tâm, đó đều là sự hóa tác của Phật Bồ Tát. Nếu chẳng thế thì thực nhập vô dư, thân trí đều tận, sau từ đó dậy pháp sinh từ đâu? Cho nên biết đó là hóa. 10. Vì cứu cánh. Vì ngoài thừa này ra không có thừa nào khác hơn được. Theo lý cứu cánh, thừa này là tối thù thắng, nên nói là nhất. Nay trong hội này, theo luận thì chỉ ký biệt cho hai hạng người: A. Hạng bất định tính, B. Hạng ứng hóa. Vì hạng bất định tính, tức các nghĩa thứ nhất, thứ nhì, ít phần nghĩa thứ tám. Vì hạng ứng hóa, tức nghĩa thứ chín, cùng một ít các nghĩa khác, mà thuyết về nhất thừa, chứ chẳng phải hoàn toàn vì hạng vô định tính, cho nên nhất thừa này là mật ý thuyết. Kinh giải thâm mật nói, tướng, sinh thắng nghĩa, vô tự tính ta đều đã hiển thị như vậy. Nếu chẳng biết mật ý này của Phật thì sẽ thất hoại chính đạo, chẳng thể đi theo các tịnh đạo thanh tịnh, chỉ theo nhất thừa này vì không có đệ nhị. Ở trong đó lập nhất thừa chẳng phải là hữu tình tính, không có sự khác biệt. Đối với các loại định tính, bất định tính, hữu tính, vô tính đều thuyết nhất. Kinh Niết Bàn nói, nhất thừa một đạo bốn quả, thánh nhân đều được làm Phật, chẳng hiểu ý ta cho nên chỉ thuyết. Cho nên thuyết như vậy là tốt. Nay mười nghĩa này thuyết về nhất thừa, trong Pháp Hoa Luận không đầy đủ như vậy. Bộ Hiển Dương thì thuyết sáu nhân, Trang Nghiêm Luận thì nói tám nghĩa về nhất thừa, chẳng qua được mười nghĩa này nên chẳng thuật lại. Bốn chương sai biệt, nêu rõ sự sai biệt. Kinh này thuyết về nhất thừa có tướng sai biệt với các kinh Thắng Man, Niết Bàn. Đây chỉ kinh Pháp Hoa là thông cả lý vào trí, đó chỉ các kinh Thắng Man, Niết Bàn thì chỉ thuyết Phật tính. Đây chỉ nhiếp nhập, đó thông xuất sinh. Đây chỉ hữu tính, đó thông vô tính. Đây chỉ riêng bất định tính, đó thông cả định tính. Đây nói nhiều về giáo lý, đó nói nhiều về hạnh quả. Đây nói nhất thừa là thực, nhị thừa là quyền. Đó nói nhất thừa là quyền, tứ thừa là thực. Nên kinh Thắng Man nói rằng, nếu Như Lai tùy theo ý muốn của họ mà phương tiện thuyết, thì chỉ có nhất thừa, không có thừa khác. Phân tích sự sai biệt với nhiều kinh sách khác thuyết về nhất thừa, thì như trong mục thích danh đã giải thích rộng, tướng sai biệt này cùng với mục thứ 5 là vấn đáp biện vân vân thì đều như chương khác, chẳng cần nêu ra. Kinh văn này Xá Lợi Phất tới hoặc nhị hoặc tam tán rằng đây là mục thứ 4 khiến chủ nhất thừa trong phần giữ ký, thụ ký cho, đem nhất thừa này mà thuyết pháp cho chúng sinh. Vì không có các thừa đệ nhị đệ tam là độc giác thanh văn, thì theo thứ tự từ hơn đến kém, chứ chẳng theo thứ tự tu tập nông sâu khó dễ. Nên trong kinh này, lượt thứ nhất nói hai thứ chẳng phải chân, lượt thứ hai nói mật khiến người tu nhị thừa, lượt thứ ba nói vì là chỗ nghỉ chân nên thuyết nhị thừa, chẳng thuyết tam thừa. Cho nên biết rằng chẳng phải là nói chung không có tam thừa, chỉ nên nói nghĩa sở thuyết như ngày nay. Hội cả giáo lý hạnh quả sở tu của họ làm đại nhân, nhân lớn nhân đại thừa ngày nay, khuyên họ trụ ở đại thừa. Kinh văn Xá Lợi Phất tới pháp cũng như vậy, tán rằng dưới đây là mục thứ 5 hiển thị theo pháp. Này Phật Thích Ca, y vào hết thảy Phật thuyết pháp quỹ tắc, đầu tiên thuyết về phương tiện, sau đó thuyết về chân thực, khuyên họ sinh tín, dẫn họ thành đạo. Đại văn có 3 phần. Phần đầu nói rõ 10 phương Phật pháp thức là như vậy. Phần thứ hai thuyết minh pháp thức 3 đời của Phật là như vậy. Phần cuối nói rõ pháp thức này của ta cũng như vậy. Đây là phần đầu. Tuy lìa 3 đời thì không còn có 10 phương, lìa 10 phương cũng không còn có 3 đời, vì ngang, đồng đại, dọc, lịch đại khác nhau nên có sự phân biệt khác nhau. Nhiếp Đại Thừa Luận nói số chốn của các hữu tình thuộc nẻo người là vô lượng, niệm niệm chứng đẳng giác, vì vậy chớ nên thoái nhụt. Vì 10 phương Phật hiện tại này pháp thức nhiều vô cùng và cũng đều giống nhau. Kinh văn Xá Lợi Phất tới vì một Phật thừa tán rằng dưới đây là thuyết minh về pháp thức của Phật 3 đời. Có 2 phần, đầu tiên là thuyết minh về pháp thức 3 đời, sau đó là kết luận sở vi chỉ việc tu tập, việc tu hành đều giống nhau.
Trong phần đầu tiên có 3 phần, đầu là quá khứ, thứ đến vị lai, cuối cùng là hiện tại. Trong 3 phần đó, mỗi phần đều có 2 bước. Đầu tiên nói rõ Phật thuyết pháp thức giống nhau, sau đó thuyết minh cho chúng sinh được độ đắc đạo giống nhau. Đây nói rõ pháp thức Phật quá khứ giống nhau và là phần đầu tiên. Dùng nhiều thứ nhân duyên vân vân thuyết pháp làm phương tiện, đó đều là hậu đắc nhất Phật thừa. Bản luận nói rằng phương tiện có nghĩa là tiểu thừa thì quán ấm giới nhập, chán khổ lìa khổ đắc giải thoát. Đại thừa thì là các ba la mật, bốn nhiếp pháp, nhiếp thủ tự thân, tha thân lợi ích, đối trị pháp, nhân duyên. Thì bản luận đã giải thích trong thuyết thứ hai về sáu nghĩa rồi. Đó là chỉ các loại nhân duyên mà trên kia đã nói rằng như thuyết trước kia. Tức là chỉ pháp tam thừa đó chỉ là thuyết bằng danh tự trương cú, không phải là có thực nghĩa, nên thực nghĩa ấy là bất khả thuyết. Thí dụ, có nghĩa là ví như dựa vào trâu bò thì có nhũ, sữa tươi, lạc, xanh tô, thục tô cho đến đẻ hồ. Đẻ hồ là đệ nhất, tiểu thừa như nhũ, đại thừa như đẻ hồ. Nên thí dụ này thuyết minh đại thừa vô thượng, các thanh văn vân vân cũng đồng đại thừa vô thượng. Thanh văn đồng tức là tỏ rõ tính của thanh văn đồng với tính của pháp thân chư Phật Như Lai. Pháp thân của các phàm phu thanh văn bích chi Phật là bình đẳng không sai biệt, được thị hiện trong thí dụ này. Trong này ý nói phàm phu như châu, thanh văn như nhũ, bích chi như lạc, tiểu Bồ Tát như xanh tô, đại Bồ Tát như thục tô, Phật như đẻ hồ. Đẻ hồ là đệ nhất, Phật thừa cũng thế, vốn do cùng một nhũ, tính từ trong bụng trâu biến chuyển tốt hơn lên mà được tới đẻ hồ. Cũng vậy, từ phàm phu cho tới thành Phật, tướng mạo có sai biệt, nhưng thể tính thì bình đẳng vì vốn không hai. Nay văn kinh này chỉ có 3 mục này, bản luận giải kinh còn có thêm mục quán niệm. Quán niệm tức là tiểu thừa thì quán nhân vô ngã vân vân, đại thừa thì quán chân như pháp giới thực tế, nhân vô ngã pháp vô ngã vân vân. Kinh này xếp thứ tự từ phương tiện nhân duyên thí dụ đến ngôn từ. Bản luận giải thích kinh thì lấy thí dụ nhân duyên quán niệm phương tiện làm thứ tự sắp xếp. Này dẫn kinh và luận khác nhau, người học cần thấy rõ. Kinh văn: các chúng sinh này tới nhất thiết chủng trí. Tán giảng: đoạn này nói rõ chúng sinh đã độ trước kia đắc đạo đều giống nhau, lúc đầu tuy làm nhị thừa nhưng sau đều thành Phật đắc nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí tức Phật chính trí, vì chủng biệt năng chi nhất thiết pháp chính là nghiêu xa. Kinh văn: Xá Lợi Phất tới là một Phật thừa. Tán giảng: đoạn này chỉ rõ vị lai Phật pháp thức đồng. Kinh văn: các chúng sinh này tới nhất thiết chủng trí. Tán giảng: đoạn này chỉ rõ chúng sinh sẽ độ trong thời vị lai đắc đạo giống nhau. Kinh văn: Xá Lợi Phất tới vì một Phật thừa. Tán giảng: đoạn này chỉ rõ hiện tại Phật pháp thức đồng. Nhiều ích có nghĩa là làm cho được lợi ích. An lạc có nghĩa là làm cho được yên vui. Cứu khổ cho vui, cho trí và phúc, cho quả thế gian và quả xuất thế gian, cho tiểu quả đại quả, cứ theo như thứ tự ấy mà ghép vào. Kinh văn: các chúng sinh này tới nhất thiết chủng trí. Tán giảng: đoạn này chỉ rõ chúng sinh được độ trong thời hiện tại đắc đạo giống nhau. Kinh văn: Xá Lợi Phất tới nhập Phật tri kiến đạo. Tán giảng: đây là kết về sở vi. Chúng sinh sở vi tới lúc cứu cánh chỉ là Bồ Tát vì sẽ làm Phật, vì xưa nhân phát tâm, các hạnh sở tu đều hướng đại quả, nên đều gọi là Bồ Tát. Pháp sở vi đều là nhất thừa vì đem Phật tri kiến mà thị cho chúng sinh đó, giác ngộ chúng sinh đó, muốn khiến chúng sinh nhập Phật tri kiến đạo. Kinh văn không có từ khai vì đã bao hàm trong nghĩa chung, nghĩa thị như trên, luận không giải thích thêm. Lại giải ngộ là khiến chúng sinh ngoại đạo giác ngộ, bỏ tà nhập chính. Lại giải nhập có nghĩa là khiến người đã đắc quả thanh văn nhập đại bồ đề, bỏ tiểu theo đại. Bản luận nói rằng phen thứ nhất giải nghĩa khai là vô thượng, phen thứ hai giải nghĩa thị là đồng, có nghi tu hành. Phen thứ ba giải nghĩa ngộ là bất tri, chưa phát tâm thì khiến phát tâm, khiến cho ngoại đạo sinh giác ngộ. Phen thứ tư giải nghĩa nhập là nhập bất thoái vị, đã phát tâm rồi thì khiến nhập pháp, khiến người đắc thanh văn nhập đại bồ đề. Cứ theo văn mà phen thứ nhất ghép vào trong phần chính giải về đại sự,
Phen thứ hai ghép vào trong phần kết về đại sự, phen thứ ba ghép vào trong phần y pháp. Luận văn đều dài ở trong mục đại sự, về lý cũng không sai. Kinh văn xá lợi phất tới nhất thiết chủng trí, tán rằng đây chỉ rõ, ta do pháp thức này cũng như vậy. Vì chỉ có Phật mới có mọi thứ thắng giải trí lực, nên biết mọi loại dục của các chúng sinh. Vì Phật có biến thú hành trí lực, nên biết rõ điều chấp trước trong thâm tâm của chúng sinh. Trước ở đây chỉ những điều ưa thích chấp trước trong việc tu hành, hoặc là những điều ưa thích chấp trước do tỉnh thức ham muốn khởi lên, có nghĩa là chúng sinh chỗ nào cũng chấp trước. Phật dẫn dắt họ ra khỏi sự chấp trước đó. Đó đều là những điều mà thắng giải trí lực biết được. Phật có các loại giới trí lực nên biết bản tính chúng sinh. Vì đã biết các ham muốn trong việc tu của hạng bất định chủng tính, đầu tiên thuyết tam thừa là phương tiện, này thuyết nhất thừa là cứu cánh, đều là cốt để cho chúng sinh đắc nhất thiết chủng trí của một Phật thừa. Văn trên đều nói đắc một Phật thừa nhất thiết chủng trí, cho nên biết rằng chủng trí tức là một Phật thừa. Kinh văn xá lợi phất tới huống chi là có ba, tán rằng đây là mục già, mục thứ sáu. Thừa thứ hai là độc giác còn không có, huống chi là thừa thứ ba, thanh văn. Do kinh này nói rằng xe dê, xe hươu là cốt để cầu xe trâu đặng ra khỏi nhà lửa, nên chỉ phá nhị thừa, chẳng nói còn phá thêm cả xe trâu. Đây là không có niết bàn thể cứu kính của nhị thừa. Luận nói rằng không có nhị thừa có nghĩa là không có niết bàn của nhị thừa, chỉ có Phật Như Lai mới chứng đại niết bàn. Do giáo đầy đủ nhất thiết trí tuệ thì gọi là đại niết bàn, vì ba sự thể nghĩa đều đầy đủ. Nhị thừa chẳng thế, chỉ là giả trạch diệt, không có pháp thân đại trí, chẳng phải là thanh văn duyên giác vân vân, có đại niết bàn pháp vì chỉ có một Phật thừa. Một Phật thừa có nghĩa là y vào bốn loại nghĩa như trên đã nói. Luận dùng sáu nghĩa trong mục thụ ký cho mà phối hợp với năm nghĩa, từ những pháp gì cho tới pháp thể gì như trên, như đã nói trên. Một, những pháp gì, chỉ nghĩa thứ nhất, chưa được nghe thì khiến được nghe, có nghĩa là thuyết pháp vị tạng hữu cho mà nghe. Hai, pháp như thế nào, chỉ điều nói trong nghĩa thứ hai, đầu tiên thuyết bằng phương tiện các loại ngôn từ, thí dụ. Ba, pháp tựa như gì, chỉ nghĩa thứ ba đã nói ở trên, căn cứ vào những nghĩa gì, chỉ vì một đại sự. Bốn, pháp tướng thế nào, chỉ nghĩa thứ tư khiến trụ nhất thừa, có nghĩa là tùy theo căn khí của chúng sinh, thể đều có Phật tính mà khiến họ trụ ở chư Phật Pháp. Năm, pháp thể gì, chỉ mục già, mục thứ sáu, già ngăn lại, không có hai thể, chỉ có một nhất thừa thể, tức là pháp thân bình đẳng của chư Phật Như Lai. Nhân quả quán hạnh của ba thừa khác nhau, có thể có sự sai biệt, đó chẳng phải là đối tượng của già ở đây. Này, đối tượng của già ở đây là già, không có hai loại thể của pháp thân. Vì quán thân chân như của ba thừa giống nhau, chứ chẳng phải có nghĩa là già, không có thể nhị thừa, hết thảy đều là không. Cứ căn cứ vào lý này mà suy luận thì có thể hiểu được. Nếu chẳng thế thì lời văn của luận hơi tối nghĩa khó hiểu. Chỉ không có nghĩa thứ năm nói về chư Phật pháp thức, nên dùng năm nghĩa khác mà lần lượt phối hợp thì lập tức có thể hiểu được. Kinh văn xá lợi phất tới mệnh trược. Tán rằng tới đoạn thứ ba khơi đây là thực tướng, gợi đó là quyền môn, trong đó có hai. Trên đã giải thích về hai ký, thủ ký và giữ ký. Dưới phá bốn loại nghi trong năm phần mà luận phân tích. Phần thứ năm dưới đây là đoạn nghi. Luận nói về bốn loại nghi. Một, thuyết thời nào. Hai, làm sao mà biết là tăng thượng mạn. Ba, thế nào thì kham thuyết. Bốn, thế nào mà chẳng thành vọng ngữ. Đây phá nghi đầu, luận rằng chư Phật Như Lai khởi phương tiện thuyết pháp ở trong những thời nào, có nghĩa là Phật đầu tiên thuyết nhị thừa là quyền, sau đó nói rõ nhất thừa là thực ở trong thời nào. Trong lời giải đáp dưới đây có hai ý, đầu tiên nêu lên việc Phật xuất hiện vào thời ngũ trược, sau đó nói rõ nguyên do, đây là phần đầu. Nghĩa ngũ trược được phân biệt bằng năm môn: một, thích danh; hai, xuất thể; ba, đối trị; bốn, phế lập; năm, tương nhiếp. Một, thích danh, giải thích danh tự. Trược có nghĩa là cặn bã uế tạp, như ăn các thứ cặn bã uế tạp thấp kém xấu xa có thể bị ô nhiễm, đó gọi là trược đục.
Câu này ý nói, lúc kiếp tăng, ba tai giảm nhẹ, phiền não thành nhẹ, chúng sinh hướng hảo, ố kiến nhỏ dần, mệnh căn thành dài, dần dần tới chỗ tốt đẹp. Vì thượng hảo đáng ưa nên gọi là thanh trong. Chúng sinh không khổ thì hóa Phật chẳng ra đời. Hóa Phật xuất thế ắt vào lúc kiếp giảm, tai nhỏ, khởi lên dần dần, phiền não trở thành nặng nề, chúng sinh hướng ác, nhiễm kiến thịnh dần, mệnh căn trở nên ngắn ngủi, dần dần tới chỗ kém cỏi xấu xa, đáng chán, cho nên đặt ra tên gọi là trược. Ngũ được giải thích là số kèm thêm số. Về thích biệt danh, giải thích danh riêng thì đều là chỉ nghiệp thích, hoặc dùng biệt đề dàn, chọn lựa tổng. Cũng theo y chủ thích, phần giải thích chủ yếu, hai xuất thể chỉ ra thể tính. Địa chỉ luận nói rằng người đời nay phần nhiều đoạn thọ, dài nhất là 100 tuổi, đó gọi là mệnh trược. Ở đây gọi bản thức là trùng tử, coi mệnh căn có công năng khác nhau bởi nghiệp dẫn là thể, lực thiện nghiệp yếu. Mệnh căn ngắn dần vì sự cảm ứng của nghiệp sát sinh. Nếu các chúng sinh chẳng biết cha mẹ, chẳng biết sa môn, bà la môn cùng tôn trưởng, tông tộc, chẳng tu nghĩa lý, chẳng sợ chẳng hãi quả báo ác nghiệp đời nay đời sau, chẳng tu huệ thí, chẳng làm công đức, chẳng tu trai pháp, chẳng giữ cấm giới, thế thì gọi là hữu tình trược. Tùy thức thứ 8 gọi là hữu tình, nay nói do gần ác ngoại duyên, nên cái ngũ uẩn giả hợp ấy làm ác không lành, nên gọi đó là hữu tình trược. Gộp thức thứ 8 cùng 5 uẩn lại gọi là tính, nếu chúng sinh đó tăng phi pháp tham, hoặc cho giao kiếm, hoặc thí khí trượng, tranh tụng đấu loạn, xiểm khúc, vọng ngữ, nhiếp thụ tà pháp cùng ác pháp, bất thiện pháp khác thì đó gọi là phiền não trược. Ngoài năm kiến ra hết thảy phiền não, tùy phiền não khác, đều là thể của phiền não trược. Phi pháp tham đó như cho giao kiếm vân vân, sai làm việc giết hại hoặc bủn xỉn hám của, chỉ bỏ giao kiếm nhân vì phi pháp tham mà gây ra việc tranh tụng cho tới ác pháp, bất thiện pháp khác, bao gồm hết trong mọi phiền não chướng. Do tính tập luôn, gặp ác cảnh lôi cuốn phiền não càng nặng, như ở đời nay pháp họa, chính pháp bị mai một, tượng pháp dần khởi, tà pháp nảy sinh, thế thì gọi là kiến trược. Loại này lấy năm kiến làm thể tính hay gần ngoại đạo ác kiến thường sinh. Nếu kiếp đói khát khởi lên, kiếp tật bệnh khởi lên, kiếp binh đao khởi lên thì gọi là kiếp trược. Loại này lấy sắc uẩn tứ trần làm thể, hoặc thông năm uẩn nhưng lấy bất tương ưng thời làm thể, vì y vào tứ ngũ uẩn mà kiến lập, phiền não tăng nhiều, ác nghiệp càng tăng, thì sẽ chuốc ác quả, ba tai sẽ nảy sinh. Ba đối trị, có nghĩa là tùy theo tướng nó mà thuyết pháp đối trị. Trong trí độ luận lập ra bốn tất đàn là tông. Một, thế giới tất đàn. Hai, các vị nhân tất đàn. Ba, đối trị tất đàn. Bốn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Kiếp trược, chúng sinh trược thì đối trị bằng thế giới tất đàn. Vì biết khí thế gian, chúng sinh thế gian đều là hư huyễn. Nếu chán sợ mà tu đạo thì sẽ vĩnh ly. Mệnh trược thì dùng các vị nhân tất đàn mà đối trị. Vì người do thiện nghiệp có được nhờ sự tu trì tịnh giới, thực hành bất sát vân vân thì mệnh căn tự nhiên sẽ lâu dài. Hoặc đối với người ở ba thừa thì tùy thừa nào thuyết pháp thừa ấy cho họ, khiến họ đắc quả niết bàn của thừa mình, sẽ trừ được mọi mệnh trược của sinh tử. Phiền não trược, kiến trược thì dùng đối trị tất đàn mà trị, vì tu tập đạo đối trị tương ứng thì khiến chúng chẳng khởi lên. Do ba tất đàn phá ngũ trược nên nhập đệ nhất nghĩa chứng hội chân tông. 4. Phế lập. Hỏi: 1. Vì sao chỉ lập ngũ trược chẳng tăng giảm? Đáp: chúng sinh có hai. A. Ác hạnh chỉ hạng bạch y tại gia. B. Tà hạnh chỉ hạng người ngoại đạo xuất gia. Bạch y không có tuệ khi phiền não tăng gọi là phiền não trược. Ngoại đạo tà giả khi suy nghĩ lung tung gọi là kiến trược. Những hạng ngu độn mê hoặc gọi là phiền não trược. Các hạng lợi hoặc khác gọi là kiến trược. Do hai nhân này lúc đắc đương quả ly hợp khác nhau lại chia làm hai thứ trược, gộp hai nội quả gọi là chúng sinh trược vì chúng sinh ác, gộp hai ngoại quả gọi chung là kiếp trược vì khí cụ ác. Kiếp chỉ thời phận, thời không có thời nào khác vì y vào pháp mà phân biệt. Kiếp trược thì lấy ác khí làm thể ác chúng sinh đó, cùng với ngoại quả tuy đã nói chung đó là hai trược quả, nhưng chưa phân tích cái gì là thể của chính ác quả. Này nói rõ căn bản nên lập ra mệnh trược, nội ác quả thì gọi là mệnh trược,
Ngoại ác quả thì gọi là kiếp trược. Ác nhân quả này do ai mà có? Đó là chỉ ác chúng sinh nên gọi là chúng sinh trược. Do ngũ trược này căn cứ vào tăng hành tướng, muốn khiến chúng sinh sinh ra chán ghét nên thuyết thiên về ngũ năm thứ. Hỏi 2. Cớ sao hoặc khổ gọi là chướng này tách lìa ra gọi đó là trược. Nghiệp cũng bao gồm ở chướng này, chẳng lập ở trược. Đáp: chướng có nghĩa là ngại, cả ba đều là ngại vì trở ngại cho thánh giáo. Trược có nghĩa là cặn bã ô uế. Trong nghiệp nghĩa trược rất nhỏ nên chẳng lập làm trược. Hơn nữa đau bình trong kiếp cũng tức là nghiệp trược. Kiếp trược nghĩa rộng nên đặt tên theo nghĩa rộng, nếu lập cũng không sai. 5. Tường nhiếp. Kinh tác giả Ni Kiền Tử đặt ra 12 trược. 1. Thị hiện kiếp trược. 2. Thị hiện thời trược. 3. Thị hiện chúng sinh trược. 4. Thị hiện phiền não trược. 5. Thị hiện mệnh trược. 6. Thị hiện tam thừa sai biệt trược. 7. Thị hiện bất tịnh quốc độ trược. 8. Thị hiện nan hóa chúng sinh trược. 9. Thị hiện thuyết trùng trùng phiền não trược. 10. Thị hiện ngoại đạo loạn trược. 11. Thị hiện ma trược. 12. Thị hiện ma nghiệp trược. Này thiện nam tử, quốc độ chư Phật đều là xuất thế, công đức trang nghiêm, cụ túc thanh tịnh, không có các trược. Lỗi lầm như vậy đều là chư Phật phương tiện thị hiện để làm lợi lạc cho chúng sinh. Chỉ nói thị hiện cho nên biết rằng nghiệp vân vân cũng có thể lập làm trược. 12 trược này chỉ đại thừa có, tùy theo hai pháp hơn kém của cõi mà Phật giáo hóa, mà thị hiện lập ra khai hợp khác nhau. Ngũ trược chỉ căn cứ vào tướng uế độ, tăng nghĩa môn, nói chung cho cả tiểu thừa đại thừa cũng có. Kiếp trược và thời trược ở đây tức là kiếp trược, chúng sinh trược và nan hóa chúng sinh trược tức là chúng sinh trược, phiền não và thuyết trùng trùng phiền não tức phiền não trược, mệnh tức mệnh trược, ngoại đạo loạn trược tức là kiến trược, tám trược này tức là ngũ trược, còn bốn loại khác tức tam thừa sai biệt trược, bất tịnh quốc độ trược, ma trược và ma nghiệp trược chẳng phải là bao gồm trong ngũ trược. Ngũ trược căn cứ vào sự hôn trội, đó quả thực là tạp nhiễm. 12 trược thì chung cho cả năng hóa và năng chướng vì đó là Phật thị hiện. Nếu theo kinh Tỷ Ni Mẫu thì trong ngũ trược không có kiến trược nhưng lại đặt ra nghiệp trược. Nếu theo kinh này thì phiền não và nghiệp mỗi thứ là một trược. Trong quả thì chia làm 3, một chính báo thể đó gọi là mệnh trược. 2. Nội báo thể đó gọi là chúng sinh trược. 3. Ngoại quả thể đó là kiếp trược. Chứng căn cứ vào loại giống nhau hợp lại lập thành 3 chứng hoặc gộp thêm pháp chứng nữa. Trược thì căn cứ vào cặn bã uế tạp hoặc gộp lại hoặc tách ra, tùy cơ mà khác nhau khiến sinh chán sợ, chẳng thể bắt bẻ. Thập địa luận quyển thứ nhất nói rằng thanh tịnh có nghĩa là bất trược. Trược có 6 loại, lìa các trược đó nên gọi là thanh tịnh. 1. Bất dục trược. 2. Uy nghi trược. 3. Cái trược. 4. Dị tưởng trược, vì khỏi tâm đố thắng, tâm phá hoại. 5. Bất túc công đức trược, vì thiện căn bé nhỏ, tâm chẳng thích trụ ở trong thuyết ấy. 6. Si trược, chỉ ngu si, vân vân. Đây chỉ căn cứ vào hành trược, chứ chẳng phải căn cứ chung vào các pháp. Vì có 6 thứ đối trị là lìa giải đãi, nghiêm tịnh, kiên cố, công đức cụ túc, trí cụ túc. Có 6 thứ sở trị này nên lập ra 6 trược, chẳng cần hòa hội. Còn lại thì như chương khác, vì sợ dường nên dừng. Theo phép thì Phật xuất hiện ắt phải vào thời ngũ trược, cho nên nói rằng Phật xuất ở thời ngũ trược ác thế. Hỏi 1. Vì nguyên nhân gì mà Phật Di Lặc sinh vào lúc chúng sinh thọ 8 vạn tuổi, còn Phật Thích Ca lại xuất hiện vào lúc chúng sinh thọ 100 tuổi? Đáp: vì nguyện lực khác nhau, vì đều là trược thế cùng hóa tam thừa, trước quyền sau thực đều là hóa thân. Nếu các báo Phật và hóa Phật chẳng hóa nhị thừa đúng cách trước quyền sau thực, thì chưa hẳn là trược thời Phật mới xuất hiện. Thì chưa hẳn là trược thời Phật mới xuất thế, nếu hóa nhị thừa trước quyền sau thực, ắt trược thời xuất thế, vì ác sinh khó hóa dần dần mới nhập đạo. Đây nói trược có nghĩa là vào trong kiếp giảm dần sinh năm thứ này thì gọi là trược thời, thời ô trược. Cho nên Phật Di Lặc lúc kiếp bắt đầu giảm tới 8 vạn tuổi dần dần hướng tới ngũ trược mới xuất thế. Cho nên chẳng cứ phải tới lúc người chỉ thọ 20-30 tuổi tai vạ nhỏ khởi lên mới gọi là kiếp trược. Nên các luận nói rằng kiếp giảm Phật ra đời, kiếp tăng thời chuyển luân vương.
Hỏi 2. Nếu lúc kiếp giảm Phật mới ra đời, kiếp tăng thời là chuyển luân vương, thế sao Tương Khư và Di Lặc lại cùng thời? Lại nữa, Phật chẳng xuất gia thì hẳn sẽ làm luân vương, tám con của Nhật Nguyệt Đăng Minh đều thống trị tứ thiên hạ, thế sao gọi là kiếp giảm? Đáp: Vua Tương Khư xuất thế lúc kiếp tăng thọ mệnh dài nên gặp Phật Di Lặc, chứ chẳng phải là Phật Di Lặc xuất thế và thời chẳng giảm. Thêm nữa, Phật nếu chẳng xuất gia thì hẳn là ở ngôi vị Kim Luân Vương, nhưng chẳng phải Ngài định làm. Nghe lý chuyện tám con của Phật Đăng Minh cũng giống như thế, vì đó là báo thân nên cũng chẳng sai. Để nói Kim Luân Ác Kiếp Tăng mới xuất, còn lúc Ngân Đồng Thiết Luân Vương xuất thế thì chẳng nhất định. Bởi vậy không lo thời Luân Vương thì Phật diệt, tuổi thọ con người 100 năm là thời Thiết Luân Vương vậy. Kinh văn: Như vậy Xá Lợi Phất tới phân biệt thuyết tam. Tám rằng dưới là giải thích về ngũ trưởng, lý do đã khiến Phật ra đời. Nhắc lại ngũ trưởng đã được thuyết minh, được nêu ra trước đây, cho nên nói là như vậy. Thời loạn kiếp trược, giải thích kiếp trược nói trên. Thời đói rét, dịch bệnh, binh đao, chúng sinh cấu trọng, cấu chỉ lục cấu, sáu thứ dơ giấy nhơ bẩn, ô nhiễm thân tâm, điểm nhiễm bất tịnh thì gọi là cấu, tăng cường khó phá thì gọi là trọng. Lục cấu gồm 1. Hại, 2. Hận, 3. Não, 4. Xiểm, 5. Cuống, 6. Kiêu. Thích làm tổn não đối với hữu tình thì gọi là hại. Trước thì do tức giận rồi kết thành thù oán, dài dẳng chẳng bỏ thì gọi là hận. Nhớ điều ác xưa chạm nghịch duyên nay, tâm liền hẳn học hay thốt ra những lời ầm ĩ hung bạo thô bỉ, châm chọc sói móc thì gọi là não. Ba thứ này lấy sân làm thẻ, cạm bẫy người khác hoặc giấu lỗi mình, hoặc lấy ý người giả bày vẻ khác, thâm hiểm quắt quéo thì gọi là xiềm. Để kiếm lợi danh, giả vờ biểu hiện là có đức, quỷ quyệt dối trá thì gọi là cuống, lừa dối bịp bợm. Ý nói kẻ kiểu cuống là kẻ trong tâm chứa mưu mô khác, vì thường hay thể hiện ra sự tả mệnh chẳng thật. Hai thứ này lấy hai pháp tham si làm thẻ, nhiễm trước rất sâu đối với sự thịnh đạt của bản thân, say sưa ngạo mạn thì gọi là kiêu, kiêu lấy tham làm thẻ. Do các chúng sinh sáu cấu nghiêm trọng, chẳng biết sa môn, chẳng tu thiện pháp, nên gọi là chúng sinh trược, san tham tật đố, tức là phiền não trược, đà mê chấp trước đối với tài pháp, đã có được chẳng thể huệ xả, bùn xỉn giấu kín thì gọi là san, keo kiệt bùn xỉn. Đối với những thứ mình chưa có được hoặc đã có đủ mà còn mong muốn thêm nhiều thì gọi là tham. San dẫu tức là tham, nhưng vì tham là đối với những thứ đã được hoặc chưa được đều nhiễm trước, mong muốn được các thứ khác nên chia làm hai môn. Chữ tật có ba âm tất tuất tật, nay đọc âm tật. Có khi viết là có nghĩa là độc hại, tật có nghĩa là ghét. Liều chết vì danh lợi của bản thân mình, chẳng chịu nổi trước sự thịnh đạt của người khác, đố kỵ buồn bực thì gọi là tật đố ghen ghét. Tật tuy tức là đố, song duyên tha chính pháp danh thể thì gọi là tật, còn duyên tha vinh lạc danh lợi thì gọi là đố. Sách Thuyết Văn Ngọc Thiên giải thích rằng hại hiền thì gọi là tật, hại sắc thì gọi là đố. Thành tựu các bất thiện căn, bất thiện căn có ba thứ, đó là tham sân si, do đủ hai nghĩa mà lập ra bất thiện căn. A, đó là căn bản phiền não có thể sinh ra những thứ khác, lại các tùy hoặc ra chẳng được đặt vào đây. B, khắp sáu thức đều có lỗi lầm sâu rộng, còn mạn kiến nghi chẳng phải là bất thiện căn, vì chỉ ý căn mới có. Do đủ hai nghĩa này nên chỉ có ba thứ trên mới gọi là bất thiện căn. Căn đây có nghĩa là xuất sinh, vì sinh ra ác duyên cũng là phiền não trược. Chỉ nói tam trược chẳng thuyết kiến mệnh trược, vì kiếp trược bao gồm cả mệnh trược. Bởi lẽ khi đói khát binh đao tật bệnh thì mệnh phần nhiều đoạn, còn phiền não trược thì bao gồm cả kiến trược rồi. Và khi nêu ra cái gốc là bất thiện căn phiền não thì đã bao gồm hết thảy phiền não rồi. Do ở thời ấy nhân thiên giảm thiểu, ác đạo thêm nhiều, chúng sinh rốt cuộc có thể giáo hóa bằng đại thừa, nên đã phải dùng trí phương tiện đem một Phật thừa phân biệt nói thành ba thừa để khiến chúng sinh dần dần nhập đạo. Cho nên kinh nói rằng chỉ tán thán Phật thừa thì chúng sinh không khổ, chẳng thể tín thụ, nên dùng phương tiện mà thuyết. Kinh văn: Xá Lợi Phất tới chẳng phải Bích Chi Phật, tán rằng dưới đây là giải thích điều nghi thứ hai. Điều nghi thứ hai nói Như Lai đã chẳng thuyết cho kẻ tăng thượng mạn, làm sao mà biết đó là tăng thượng mạn? Trong văn có ba phần:
Phần đầu nói rõ về tướng chẳng phải là chân thánh nhị thừa, phần sau nói rõ về tướng kẻ tăng thượng mạng, phần cuối kết luận về tướng chân thánh nhị thừa. Đây là phần đầu. Thành văn: Bích chi Phật, chân chánh thú tịch nếu gặp Phật thì phần nhiều sẽ chẳng ngu về pháp, số bất định tính trong bọn họ có thể hồi tâm, chẳng kẻ gần xa ắt có thể nghe biết việc Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát. Còn hạng tự cho mình là chân thánh nhị thừa mà được gặp Phật thì lại chẳng nghe biết về việc Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát, đó chẳng phải là hạng thánh đệ tử của Phật, cũng chẳng phải là chân thánh nhị thừa. Kinh văn: Lại nữa, Xá Lợi Phất, tới đều là người tăng thượng mạng, tán rằng, đây là nói rõ về tướng của kẻ tăng thượng mạng, phàm phu được đệ tứ thiền chưa lìa tam giới nhiễm, mà đã tự cho là bậc chân thánh nhị thừa, là A-la-hán, là thân cuối cùng cứu cánh niết bàn, chẳng cầu chính giác, tâm chẳng tin theo, đó là tăng thượng mạng. Kinh văn: Vì sao vậy, tới không có xứ đó? Tán rằng, đây là kết luận về tướng chân thánh nhị thừa, chỉ có hàng chân thánh mà gặp ta thì mới phát ý thú tịch, phần nhiều là hạng người chẳng ngu về pháp, tuy chẳng thể thực hành nhưng nghe cũng tin, vì là bất định chủng tính, về lý thì tin, nếu tu thì giác, nên là bậc chân thánh nhị thừa. Nếu chẳng tin thì không có xứ ấy, vì đó là phi đạo lý. Còn thú tịch có nghĩa là chẳng thể chứng nhập, ban đầu vẫn chưa tin gọi là tổn hao kinh sợ, quay về với đạo thì sinh nghi, sau mới tin và trở thành chẳng ngu về pháp. Cho nên ở đây mới kết luận rằng chẳng tin nhất thừa không có xứ ấy. Kinh văn: Trừ sau khi Phật diệt độ, hiện tiền không Phật. Tán rằng, dưới đây giải thích về mối nghi thứ ba, thế nào thì kham thuyết. Vì có kẻ nghi ngờ theo Phật nghe pháp mà sinh báng tâm, Như Lai lẽ nào là người chẳng kham thuyết pháp? Vì sao? Câu này ý nói rằng cũng có bậc thánh nhị thừa chân thực thú tịch mà ngu về pháp, nghe pháp lại phỉ báng cũng chẳng nghe biết việc Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát, thế tức là Thế Tôn chẳng thể hóa được. Vậy thì Phật lẽ nào là người chẳng kham thuyết pháp, mà lại đã là người chẳng kham thuyết pháp thì là cớ sao? Nói cách khác thì vì sao Thế Tôn có thể kham nổi việc thuyết pháp cho chúng sinh và được gọi là chủng trí? Phật đáp rằng, trừ sau Phật diệt độ, hiện tiền không có Phật. Tuy chân thú tịch mà gặp ta thì phần nhiều chẳng ngu về pháp, đều nhất định nghe biết việc Phật giáo hóa Bồ Tát. Nếu chẳng gặp ta mà thú tịch thì có kẻ ngu về pháp mà chẳng thể biết rằng Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát. Đoạn văn này có 3 phần, ban đầu là nêu, kế là giải thích, sau cùng là kết thành. Trên đây là phần đầu. Kinh văn: Vì sao vậy, tới người ấy khó được? Tán rằng, đây là giải thích phần nêu lên ở trước. Sau khi ta diệt độ rồi, vì không có duyên lành, phương tiện thiện xảo để dẫn dụ, cho nên các thú tịch phần nhiều ngu về pháp. Đối với việc thụ trì giải nghĩa những kinh này sẽ khó mà được vì chẳng hiểu ý. Nên sau khi ta diệt độ sẽ có chân thánh nhị thừa chẳng nghe chẳng biết việc Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát. Kinh văn: Nếu gặp Phật khác tới liền được hiểu rõ. Tán rằng, đây kết thành nghĩa trước. Hạng ngu pháp này, nếu sau khi ta diệt độ mà gặp được Phật khác phương tiện thuyết hóa thì sẽ hiểu rõ, sẽ được hiểu rõ pháp này, nên cũng có thể biết được là Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát. Nếu chẳng gặp Phật thì có kẻ chẳng biết, cho nên ta này chẳng phải là chẳng kham thuyết, vân vân. Nên Du Giả nói, nếu đã kiến lập A Lại gia thức y vào vô sắc giới thì cũng nhập diệt định, vì tin có tạng thức chẳng đoạn tuyệt, hoặc nghi này chẳng phải là nghi thú tịch mà tức là nghi Phật. Vì sao đã chẳng hóa được hạng tăng thượng mạng, Thế Tôn lẽ nào là người chẳng kham thuyết pháp? Vì sao? Đây giải thích nói, ta tại thế ắt giáo hóa được, trừ sau khi ta diệt độ, vân vân. Kinh văn: Xá Lợi Phất, tới chỉ một Phật thừa. Tán rằng, dưới đây là giải thích về mối nghi thứ tư, nghi rằng trước thuyết ba thừa, nay thuyết là một, trước thuyết pháp khác, nay thuyết pháp khác, vì sao Thế Tôn chẳng thành vọng ngữ? Phật đáp rằng, ta đã chứng giải, còn ngươi hoàn toàn chưa biết, hạnh vị chưa tới, chỉ nên nhất tâm tin điều ta nói. Vì ngươi mới phát tâm bước đầu, hãy cứ tin tưởng. A-la-hán hồi tâm trải 2 vạn kiếp mới tới được địa vị bắt đầu tín tâm trong 3 đại A-tăng kỷ kiếp. Chỉ nên tin tưởng, chớ nên nghi hoặc. Lời Phật không dối, lý chỉ nhất thừa. Vì bất định chủng tính cứu cánh thành quả trí, cũng chỉ có nhất thừa, không có nhị thừa. Bát Nhã Luận nói rằng, Phật thuyết 4 sự không hề hư vọng.
Bồ đề thụ ký tiểu thừa đại thừa, này tức đại thừa và thụ ký nên thành bất vọng ngữ. Phẩm này thoạt tiên tán thán pháp diệu và pháp sư diệu, đã có phần định nghi. Ở phần định ký có bốn mối nghi này. Mối nghi đầu tiên nảy sinh ở mục giữ ký, thụ ký cho. Ở trong thời nào đầu nói phương tiện, về sau lại thuyết chân thực. Mối nghi thứ hai nảy sinh ở phần thủ ký, nhận lấy sự thụ ký. Vì có kẻ tăng thượng mạng từ trong cử tọa đứng dậy bỏ đi, làm sao mà biết điều đó? Nếu căn cứ vào cách giải thích ban đầu thì mối ngờ thứ ba về phần nhân ký mà sinh. Tâm Phật vốn định thuyết cho người nhị thừa chẳng phải là hạng ngu về pháp, nên sinh ra mối nghi này, vì sao mà kham thuyết? Nếu căn cứ vào cách giải thích sau thì cũng nảy sinh từ việc thủ ký. Mối nghi thứ tư nảy sinh ở tất cả nghi rằng, vì lần thuyết đầu và lần thuyết sau trái ngược nhau, cớ sao chẳng thành vọng ngữ. Kinh văn: bấy giờ Thế Tôn tới Ưu Bà Di chẳng tin, tán rằng dưới đây có 121 tụng, trong đó ba tụng cuối nhập phẩm đệ tứ đoạn khuyến phát hỷ tâm khiến biết làm Phật, 118 tụng đầu, tụng trường hàng đoạn thứ ba khơi thực tướng này, gợi quyền môn kia và chia làm hai phần, 115 tụng đầu về hai ký, thủ ký và giữ ký. Đã nói ở trên, ba tụng cuối tụng về phá bốn nghi, trong phần đầu lại chia làm hai phần. A. Bốn tụng đầu tụng về trong việc thủ ký kẻ ác rút lui. B. 111 tụng sau tụng về việc thụ ký cho, giữ ký. Trong bốn tụng đầu, một tụng tụng về hạng tăng thượng mạng, ba tụng sau tụng về tội căn sâu nặng. Bốn tụng này theo thứ tự tụng về mạng phạm phú chướng, chỉ tăng thượng mạng, phạm giới phú tội chướng pháp. Đây là tụng về mạng, người xuất gia lấy việc chứng được đạo làm đầu, mới được ít, đã cho là được nhiều thì chỉ là khởi tăng thượng mạng. Nam tử tại tục, tức Yêu Bà Tắc, thường hay chấp ngã, có tâm lý cậy mình tự cao nên sinh ra ngã mạng. Nữ nhân tại tục, tức Yêu Bà Di, phần nhiều hay sinh ra ti mạng, không nương dựa vào thắng đạo, ít chấp ngã nhưng hay tùy thuận chồng và bè bạn, cũng hoài nghi chẳng tin. Kinh văn: hàng bốn chúng như vậy tới có khuyết lậu về giới, tán rằng dưới đây là ba tụng, tụng về tội căn sâu nặng, phân biệt ba thứ: phạm giới phú tội, che giấu tội lỗi và pháp chướng. Đây là nói về phạm giới, nếu phạm ít thì gọi là khuyết, nếu phạm nhiều thì gọi là lậu vì đáng chê trách. Hoại giới thì gọi là khuyết, hoại kiến thì gọi là lậu, có phiền não lậu khởi mà vẫn chẳng thấy chẳng biết, cậy mình tự cao. Trong giới đã nói chứ tăng thượng mạng, tự xưng đắc thánh mới phạm tội nặng. Cho nên lỗi lầm này chẳng phải thi la, chẳng thanh tịnh, nên tam muội chẳng hiện tiền nhiếp. Này nói tướng chung của việc phạm giới và thuyết về tướng chẳng biết phạm giới. Kinh văn: che giữ tỷ vết mình tới uy đức Phật phải đi, tán rằng đây là phú tội, che giấu tội lỗi, trong ngọc có gợn thì gọi là vết hà, ngoài ngọc có tật thì gọi là tỳ. Phạm giới cũng giống như thế, bị đời chê như tỳ, trong có lỗi như vết. Lỗi về thân ngữ thì như tỳ tức là khuyết, lỗi trong nội tâm thì như vết tức là lậu. Nói ở trên, phạm tính tội gọi là vết hà, phạm già tội gọi là tỳ. Tật ở bề ngoài của ngọc lẽ ra nên dùng chữ tỳ thuộc bộ ngọc, này dùng chữ tỳ chỉ tật bệnh, chỉ người trong pháp có bệnh phiền não, cũng giống như ngọc có vết. Dụ và pháp kết hợp với nhau mà thuyết, tỳ là bệnh nên bao che giữ gìn chẳng phơi bày ra, đầy ví với việc che giấu tội lỗi của mình. Bá diệu thì gọi là tao, là thứ cực kỳ trầm trược. Màng gạo thì gọi là khang cám, là thứ rẻ mạt vô dụng, ví với hạng tăng thượng mạng, chẳng những là hạng tiểu trí mà còn là hạng tự ý hành động trái với đạo pháp. Phật đã dùng uy mà gạt chúng ra, khiến chúng phải rút lui bỏ đi, e rằng chúng nghe diệu pháp rồi sẽ phỉ báng, lại càng thêm tội vô ích cho chúng, nên Phật đã uy bức chúng, khiến chúng đứng dậy bỏ ra đi. Kinh văn: người này ít phúc đức tới chỉ có thứ chân thực, tán rằng đây là pháp chướng, vì xưa gây nghiệp thiếu pháp, pháp chướng tại thân nên chẳng kham nổi việc nghe pháp. Tiền có nghĩa là ít, hai chữ thiểu dùng chữ nào cũng đều được cả. Kinh văn: Xá Lợi Phất khéo nghe tới mà thuyết cho chúng sinh, tán rằng dưới là đoạn thứ hai của 111 tụng, tụng về việc thụ ký cho.
Trường hàng ở trước có 6 phần, cho nên ở đây cũng chia 111 bài tụng làm 6 phần. 1. 6 tụng, tụng về thuyết. 2. 7 tụng rưỡi, tụng về khiến trụ lạ. 3. 1 tụng rưỡi, tụng về già. 4. 18 tụng rưỡi, tụng về y vào những nghĩa nào. 5. 70 tụng rưỡi, tụng về y pháp. 6. 7 tụng, tụng về ý chưa nghe thì khiến được nghe. Ở trong 6 điều trên có sự bất đồng, cho nên có tụng rằng 6 thuyết, 7 rưỡi trụ, đến 1 tụng rưỡi già, 18 rưỡi những gì, 70 rưỡi, 72. Trong 6 tụng đầu về thuyết chia làm 2 phần, 4 tụng rưỡi tụng về ý, vì sao vậy? Dưới là văn giải thích. 1 tụng rưỡi tụng về ý, tùy nghi mà thuyết, ý thú khó hiểu đã nêu ra ở trên. Trong phần đầu lại chia làm 3, 1 tụng tụng về vô số phương tiện, 2 tụng tụng về vô vàn nhân duyên, thí dụ ngôn từ, tức là thí dụ nhân duyên, quán niệm, phương tiện vậy. 1 tụng rưỡi tụng về diễn thuyết các pháp, đây là phần đầu. Trong trường hàng ở trước đã nêu lên rằng chư Phật tùy nghi mà thuyết. Trong giải thích nói ta dùng vô số phương tiện, nay tụng này giải thích rằng chư Phật sở đang phát vô lượng phương tiện lực. Thế là trước sau làm rõ nghĩa cho nhau, tự tha nêu bật cho nhau cũng chẳng trái ngược nhau. Kinh văn điều chúng sinh tâm niệm tới khiến thầy đều hoan hỷ, tán rằng đây là hai tụng, tụng về nhiều loại nhân duyên, vân vân. Trong này có hai, tụng đầu tụng về tri cơ, biết cơ, tụng sau tụng về nhân duyên, thí dụ. Tâm sở niệm, sở hành đạo đó là biến thú hành, chư dục là trùng trùng thắng giả, chư tính là trùng trùng thắng giới. Nghiệp thiện ác đời trước là xứ, phi xứ và tự nghiệp. Nói Phật có ngũ trí lực đó là trùng trùng quán niệm, vì có khả năng biết được năm loại này của chúng sinh. Dùng nhân duyên, thí dụ ngôn từ, phương tiện thuyết pháp khiến cho họ đều hoan hỷ. Đây là giải thích nguyên do các loại ngôn từ đã nói ở trên. Kinh văn hoặc thuyết Tu Đa La tới kinh Yêu Ba Đẻ Xá, tán rằng một tụng rưỡi tụng về diễn thuyết trừ pháp, căn cứ về các chỗ nói về 12 bộ kinh thì có thứ tự như sau: 1. Khế kinh, kinh gọi là Tu Đa La. 2. Ứng tụng, kinh gọi là Kỳ Dạ. 3. Ký biệt, trong đây không có. 4. Phúng tụng, kinh gọi là Già Đà. 5. Tự thuyết, trong đây không có. 6. Duyên khởi, kinh gọi là Nhân Duyên. 7. Thí dụ. 8. Bản ba tên gọi này giống ở đây là sự. 9. Bản sinh, 10. Phương quảng, ở đây không có. 11. Hy pháp, kinh gọi là Vị Tẳng Hữu. 12. Luận nghị, kinh gọi là Yêu Ba Đề Xá Kinh. Ở đây dùng 3 môn phân biệt: A. Biện tướng, B. Thích danh, C. Sai biệt. A. Biện tướng, 1. Khế kinh có 2 tướng, A. Thông, B. Biệt. Kinh Niết Bàn nói rằng từ tôi nghe như vậy cho tới hoan hỷ phụng hành, hết thảy như vậy gọi là Tu Đa La, thu nhiếp hết 12 thứ thì gọi là thông tướng. Vì dùng giáo mà quán thông cả lý và việc nhiếp sinh, đối pháp luận nói rằng dùng trường hàng tổ chức thành văn để nói qua về nghĩa cần phải thuyết thì gọi là khế kinh. Đây chỉ là trường hàng thì gọi là biệt tướng, kệ tụng thì chẳng bao gồm trong loại khế kinh biệt tướng. 2. Ứng tụng có 2 tướng, 1. Để làm lợi ích cho sau này, 2. Nói rõ nghĩa chưa chọn trước đó. Đối pháp vân vân nói rằng trong các kinh hoặc ở giữa hoặc ở cuối dùng tụng tụng lại nghĩa trường hàng phía trước thì gọi là ích hậu lai, làm lợi ích cho sau này. Lại nói rằng nếu là kinh chẳng liễu nghĩa thì phải dùng tụng để giải thích thêm, vì tuy trường hàng đã thuyết nhưng nghĩa chưa chọn, cho nên gọi là nói rõ nghĩa chưa chọn trước đó. Kinh Niết Bàn chỉ thuyết về một nghĩa đầu. 3. Ký biệt có 3 tướng. 1. Ký nhân quả sinh tử của đệ tử. 2. Phân minh ký nghĩa thâm mật. 3. Ký sự Bồ Tát sẽ thành Phật. Đối trị luận vân vân nói rằng đó là chỉ ở chốn này, các thánh đệ tử đã dã từ quá khứ thì ghi nhận phân biệt sự khác biệt ở nơi sinh do đạo đức hoặc lỗi lầm của họ. Đó là ký về nhân quả sinh tử của đệ tử. Lại nói thêm nữa, kinh liễu nghĩa gọi là ký biệt, vì ký biệt khai thị nghĩa thâm mật, tức là loại thứ hai ký nghĩa thâm mật. Nên bản luận này nói rằng thụ ký có 4 thứ, đó là quyết định tâm, nhân, thủ ký và giữ ký, vân vân. Kinh Niết Bàn nói Như Lai thủ ký cho bậc đại nhân. Này ông A Dật Đa, tới thời vị Lai có vị vua Tương Khư, ông sẽ ở vào đời ấy mà được thành Phật và gọi là Di Lặc. Đó là ký biệt kinh, đó là loại thứ 3, ký sẽ thành Phật.
bốn phúng tụng. Về tướng của phúng tụng thì Hiển Dương Luận vân vân nói rằng đó là chỉ trong các kinh, chẳng phải là dùng trường hàng nói thẳng ra, mà là dùng một câu mà kết thành hoặc thuyết bằng 2, 3, 4, 5, 6 câu vân vân, đó đều là phúng tụng. 6. Tự thuyết. Về tướng tự thuyết du giả vân vân nói, đó là chỉ trong này không nói rõ người thỉnh, để khiến cho sau này chính pháp được trụ lâu dài, để chính giáo trụ lâu dài, nên chẳng thỉnh mà vẫn thuyết, đó đều gọi là tự thuyết. 6. Duyên khởi. Có 3 tướng: nhân thỉnh mà thuyết, nhân phạm mà chế giới, nhân sự mà thuyết pháp. Đối trị luận nói, nhân duyên có nghĩa là nhân thỉnh mà thuyết, lại có nhân duyên chế lập học xứ, tức là nghĩa thứ hai gọi là duyên khởi. Kinh Niết Bàn nói, đó là các nguyên nhân căn bản mà các kinh kệ dựa vào. Như chuyện nước Xá Vệ, có một đấng trưởng phu giăng lưới bắt chim, bắt được rồi lại thả ra. Thế Tôn biết nhân duyên gốc ngọn chuyện đó, bèn thuyết kệ rằng, chớ khinh tội nhỏ, cho là không vạ, giọt nước tuy nhỏ, dần đầy chung cả. Đó gọi là duyên khởi, tức là loại thứ ba, nhân sự mà thuyết pháp. 7. Thí dụ. Về tướng của thí dụ, Du Giả Luận nói, đó là chỉ tất cả các thí dụ dùng để thuyết pháp ở trong các kinh luật. 8. Bản sự. Về tướng của bản sự, Du Giả Luận nói, đó là tất cả các sự, hoặc là về người, hoặc là về pháp thời trước, trừ phần bản sinh mà Phật tuyên thuyết. Trong kinh Niết Bàn chỉ thuyết vãng pháp, pháp thời quá khứ, như pháp mà ta có thể nói khi xuất thế gọi là giới kinh. Phật Câu Lâu Tần có tên gọi là Cam Lộ Cổ Chống Cam Lộ. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni có tên gọi là Pháp Kính Gương Pháp. Phật Ca Diếp lúc đó gọi là Phân Biệt Không. Chẳng thuyết về vãng nhân, người thời quá khứ, đó là căn cứ vào sự thực mà quán thông vậy. 9. Bản sinh. Về tướng của bản sinh thì Hiển Dương Luận nói, có nghĩa là ở trong này tuyên thuyết về Thế Tôn vào đời quá khứ, ở những nơi chốn đó, hoặc tử hoặc sinh, đã tu hành hạnh Bồ Tát, tu hành hạnh khó tu hành, đó gọi là bản sinh. Nói về thân hay hạnh, lúc Phật là Bồ Tát, đó đều là bản sinh. Trong kinh Niết Bàn chỉ nói về thân thời quá khứ của Bồ Tát, chẳng thuyết về hạnh thời quá khứ của Bồ Tát. Làm hươu, làm gấu, làm nai, làm thỏ, thậm chí nói rộng ra, làm chim, kim sĩ, vân vân. 10. Phương quả có 2 tướng, một thuyết về đạo Bồ Tát, 2 pháp rộng và nhiều, vì cực kỳ cao cả, vì thời gian lâu dài, xa xôi. Đây chung với Thanh Văn cũng có phương quả, nay lấy Niết Bàn, có đủ cả 2 tướng trên làm chính. 11. Hy pháp. Tướng của hy pháp chỉ trong các kinh tuyên thuyết tất cả các cộng đức, bất cộng đức của chư Phật cùng thánh đệ tử tám chúng và các pháp tối thủ thắng, đặc biệt kinh dị khác. Đó là hy pháp. Trong kinh Niết Bàn chỉ thuyết về sự tích của Phật như chuyện lúc Phật mới giáng sinh, liền bước 7 bước phóng đại quang minh chiếu khắp 10 phương. Khỉ dâng mật, chó trắng nghe pháp, ma biến thành trâu xanh, đi trong bát sành, khiến đụng vào cây hải đường mà không hề thương tổn. Chỉ thuyết về các sự hiếm có của đệ tử và những người chẳng phải là đệ tử, đó đều gọi là hy pháp. 12. Luận nghị. Có 2 tướng, một là Phật tự thuyết, 2 là đệ tử thuyết. Dù Giả Luận nói, đó là chỉ việc tuần hoàn nghiên cứu khảo hạch Ma Đát Lý Ca trong các kinh điển. Mọi điều nghĩa kinh đều gọi là Ma Đát Lý Ca, có nghĩa là ở chỗ đó Thế Tôn tự mình phân biệt rộng pháp tướng. Thêm nữa, thánh đệ tử đã thấy được đế tích dấu vết của chân lý rồi, căn cứ vào điều tự mình chứng được không điên đảo phân biệt thể tính các pháp, đó cũng gọi là Ma Đát Lý Ca, cũng gọi là A Tỳ Đạt Mạng. Nay đây tạm dẫn nghĩa bao quát trọn theo kinh văn, còn giáo riêng khác sợ dườm chẳng dẫn. B. Thích danh, giải thích danh tự. B. 1. Giải thích tổng danh, tên chung. Tiền đức chỉ các vị cao tăng thời xưa, dịch là thập nhị bộ kinh. Bộ bao gồm 2 nghĩa. 1. Bộ trật chỉ bộ của sách vở, ví dụ bộ luận du già. 2. Bộ loại tức chủng loại, đây là bộ loại vì 12 nghĩa loại có sự khác biệt nhau. Người xưa nghi ngờ nói rằng đó là chỉ 12 bộ sách kinh điển, do đó mà đạo sĩ thuyết 36 bộ, bọn trang lão mỗi hạng có 1 bộ. Này nói là 12 phần giáo, phần là phân đoạn, vì văn nghĩa sai biệt có 12 phần đoạn, lại nói gọi là kinh thì lầm với khế kinh, nay dịch là giáo thập nhị, 12 phần giáo. Thì không còn lẫn nữa, đó là cách giải thích kèm theo số. B2. Giải thích biệt danh.
giải thích tên riêng tổng loại chia làm 3 loại. Một ứng tụng phúng tụng tự thuyết duyên khởi hy pháp phương quảng. 6 danh từ này là chỉ là y chủ thích vì là ứng trùng thuật tụng cho tới phương lý chỉ quảng. 2. Riêng một loại nghị luận chỉ là chỉ nghiệp thích vì thể của luận tức là nghị, hoặc phúng tụng cũng là chỉ nghiệp thích vì là khả phúng khả tụng khác với ứng tụng vì tụng kia là giáo, tụng này là ngôn. 3. Khế kinh, ký biệt, thí dụ, bản sự, bản sinh. 5. Danh từ này thông dụng cả hai cách giải thích, y chủ thích và chỉ nghiệp thích vì có khả năng khế hợp tức là kinh, mà kinh khế hợp với lý bản thể tức sinh bản thế chi sinh. C. Sai biệt. Một thể sai biệt, hai giáo sai biệt. Một thể sai biệt, thể sai biệt có nghĩa là trong ứng tụng nhất định có, nhất định không có phúng tụng. Trong phúng tụng nhất định không có ứng tụng vì trước sau khác nhau, đơn kép khác nhau. Trong bản sự nhất định không có bản sinh, trong bản sinh nhất định không có bản sự vì thầy trò khác nhau. Bốn bộ này chỉ có 11, còn 8 bộ khác đều đủ 12 vì tùy theo sở ứng mà có tướng sai biệt nói trên. Kinh Niết Bàn nói, bắt đầu từ như vậy, tới phụng hành, ở cuối đều là tu đa la, nên thông cả 12, vì đã không có biệt tướng và chỉ lấy trường hàng làm khế kinh, hai kệ thì chẳng phải. Ngoài ra 7 giáo khác đều đủ 12, căn cứ vào đây thì có thể biết được. Trong ứng tụng có 11 phẩm thí dụ nói rằng, Xá Lợi Phất đời sau sẽ thành Phật phổ trí, tôn hiệu là Hoa Quang, sẽ độ vô lượng chúng, tức là có ứng tụng của ký biệt. Trong ứng tụng cũng có tự thuyết, phẩm phương tiện nói, thế hùng chẳng thể lượng, chư thiên và người đời hết thảy loài chúng sinh đều không thể biết Phật, đó tức là ứng tụng của tự thuyết. Trong ứng tụng cũng có duyên khởi, phẩm phương tiện nói, này Xá Lợi Phất hãy lắng nghe, chư Phật được vô lượng pháp, dùng lực phương tiện mà thuyết cho chúng sinh. Đó tức là ứng tụng của nhân duyên, vì nhân thu tử thỉnh mà thuyết pháp. Trong ứng tụng cũng có thí dụ, ví như trưởng già có một ngôi nhà lớn, vì nhà ấy lâu ngày nên lại đổ nát, vân vân. Đó tức là ứng tụng của thí dụ. Trong ứng tụng cũng có bản sự, phẩm tượng nói, sau khi Phật đó diệt độ, kẻ lười nhác là ngươi, Pháp Sư Diệu Quang là thân ta ngày nay. Đó tức là ứng tụng bản sự. Trong ứng tụng cũng có bản sinh, phẩm thượng bất khinh nói, bất khinh thời đó tức là thân ta, đó tức là ứng tụng bản sinh. Trong ứng tụng cũng có phương quảng, phẩm phương tiện nói rằng, trong cõi Phật ở 10 phương chỉ có pháp nhất thừa, không có nhị, cũng không có tam, trừ khi Phật phương tiện thuyết. Đó tức là ứng tụng của phương quảng. Trong ứng tụng cũng có hy pháp, phẩm hóa thành nói, đại thông trí thắng Phật 10 kiếp ngồi ở đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện tiền, chẳng được thành Phật đạo. Đó tức là ứng tụng của hy pháp. Trong ứng tụng cũng có nghị luận, phẩm thọ lượng nói rằng, chúng sinh đã tín phục chất trực, ý đã nhu nhuyễn, nhất tâm muốn thấy Phật chẳng tiếc thân mạng. Bây giờ ta dùng chúng ta cùng chúng tăng đều ra núi Linh Thiếu. Bây giờ ta bảo với chúng sinh rằng, thường tại đây chẳng diệt, nhờ sức phương tiện nên thị hiện thành có diệt không diệt. Đây tức là ứng tụng của nghị luận. Còn 3 giáo khác đều có 11, cứ theo đây thì có thể biết được. Song trong kinh này có đủ 12 phần, cả bộ đều là thông tướng khế kinh. Nói lại, chỗ nghĩa đó thì đều là ứng tụng, các chỗ thụ ký giải nghĩa thâm mật đều là ký biệt. Trong phẩm hóa thành, Đông Phương Phạm Thiên dùng kệ tụng mà nói rằng, Thế Tôn rất hiếm có, khó có thể được gặp, đủ vô lượng công đức, cứu hộ được hết thảy, vân vân. Đây đều là phúng tụng. Phần đầu phẩm phương tiện đều là tự thuyết, cho nên bài kệ trước đã nói, chẳng hỏi mà tự thuyết, ca ngợi đạo sở hành, Thù Tử 3 lần thỉnh, Di Lặc 3 lần thỉnh, vân vân. Các chỗ nói về quyền thực đều là duyên khởi. Phẩm thí dụ vân vân đều là thí dụ. Các chỗ thuyết về sự quá khứ của các đệ tử đều là bản sự. Các chỗ Phật tự nói về các sự trong quá khứ của bản thân Phật đều là bản sinh. Các chỗ thuyết về nhất thừa đều là phương quảng. Các chỗ nói về thị hiện thần thông đều là hy pháp. Trong phẩm thọ lượng, Phật tự nói đi nói lại về tướng ba thân, có thể gọi là luận nghị. Hai, giáo sai biệt. Giáo sai biệt có nghĩa là một, đại thừa đủ cả 12, tiểu thừa chỉ có 9 phần giáo, đó tức là kinh văn này. Tiểu thừa chỉ không có 3 loại, thụ ký, tự thuyết và phương quảng. Bất giả đại thừa có 12 phần.
Hai tiểu thừa đủ cả 12 phần, đại thừa chỉ có 9. Kinh Niết Bàn quyển thứ 3 nói, hộ đại thừa thì thụ trì 9 bộ. Ở đó chừa ra nhân duyên, thí dụ và nghị luận. Bất già tiểu thừa có 12 phần, bà đại thừa đủ cả, tiểu thừa chỉ có 11. Du già quyển 38 nói, phần phương quảng chỉ có Bồ Tát tạng mới có, còn các phần khác thì thanh văn tạng cũng có. 4. Đại thừa 1, tiểu thừa 11, du già quyển 85 nói, trừ một giáo phần phương quảng, các phần khác gọi là thanh văn thừa, tương ứng khế kinh. Vì sao văn này chỉ kinh Pháp Hoa, về đại thừa thì đủ cả 12 phần giáo, đối tiểu thừa thì chỉ có 9 giáo phần. Vì căn cứ vào việc thụ ký cho đệ tử được thành Phật thì gọi là ký biệt. Nói thanh văn không có ký biệt vì họ trước tiên chưa cầu đại bồ đề. Ví như đem của báu mà phô cho người ngu xem thì người ngu sẽ chê cười. Thanh văn nghe ký cũng giống y như thế, cho nên nói là không có ký biệt, chứ chẳng phải là ký biệt về các sự sinh tử thời quá khứ của đệ tử cũng không có nốt. Lại nữa, thanh văn thừa phần nhiều nghe pháp nông, nếu chẳng đợi họ thỉnh mà đã thuyết ngay thì họ sẽ sinh ra kiều mạn, nói là không có tự thuyết, kỳ thực vẫn có. Lại nữa, người thanh văn chỉ chứng đều quả chẳng được chính giác, về lý chẳng phải là trí cực, về hạnh chẳng rộng rãi bao la, nên nói là không có phương quảng, nhưng kỳ thực vẫn có. Đó là phương quảng của chính pháp quảng trần, chính pháp được trình bày rộng rãi. Cho nên trong tụng này chỉ thuyết cho thanh văn 9 bộ, nhưng lý thông cả 12 bộ. Trong kinh Niết Bàn, tiểu thừa đủ cả, đại thừa chỉ 9, nhân phạm mà chế giới, thuyết là nhân duyên. Bồ Tát không phạm nên lược đi mà nói là không có, chẳng phải là không có duyên khởi nhân thỉnh nhân sự mà thuyết pháp. Xét ra việc nói thí dụ là để khai thị cho các hạng trung và hạ căn, còn như thu tử là bậc thượng phẩm lợi căn, phần nhiều chẳng đợi phải thí dụ, huống hồ là các Bồ Tát đa phần chẳng cần, cho nên nói là không có, nhưng về lý mà nói cũng vẫn có. Lại nữa, đại Bồ Tát tính đều lợi căn, chỉ nêu tông chỉ là hiểu ngay, chẳng cần phải hỏi mới sinh tuệ tâm, cho nên nói là không có luận nghị, nhưng theo lý thực ra chẳng phải là không có. Lại nữa, hộ pháp thì hay tụng tố đát lãm tạng, duyên khởi thí dụ phần nhiều là điều phục tạng, luận nghị phần nhiều là gồm trong đối pháp tạng, cho nên nói đại thừa chỉ 9, đi theo lý chẳng phải là không có đủ 12 phần giáo. Du già quyển 38, đại thừa đủ cả, tiểu thừa chỉ 11. Đối với tiểu thừa cũng ký biệt các sự thời quá khứ của đệ tử và cũng chẳng đợi phải thỉnh vì Phật bi thâm. Cho nên có đủ cả ký biệt và tự thuyết vân vân. Do vậy mà có 11 phần không có phương quảng vì chẳng cầu chính giác. Thuyết lý thô thiển thì gọi là không có, chứ thực ra thì vẫn có. Văn du già quyển 85 không khác gì trên đây, song dùng 11 phần giáo thuyết cho thanh văn, đối lại dùng phương quảng thuyết cho Bồ Tát. Chẳng phải là Bồ Tát tạng không có 11 phần giáo khác, đó đều là tùy ở nghĩa một sự khác biệt mà thuyết về số khác nhau. Theo lý thì thực ra hai tạng thanh văn và Bồ Tát đều đủ cả 12 phần giáo. Này tùy theo sự cần thiết mà phân biệt qua, còn sự giải thích rộng khác thì như chương, đó là điều cần biết. Kinh văn, độn căn ưa tiểu pháp tới thuyết niết bàn cho họ, tán rằng đây là một tụng rưỡi, tụng về việc tùy nghi sở thuyết, ý thú khó hiểu. Trong phần đã nêu ra ở trên, nếu nói sơ qua thì do năm nghĩa: một, độn căn khó ngộ; hai, thích tiểu sợ đại; ba, đam mê sinh tử chẳng mong xuất thế; bốn, gặp duyên chẳng tu; năm, hiện bị các nỗi khổ bức bách. Do năm nghĩa này mà thuyết về niết bàn cho họ. Vì độn căn nên đắm trước sinh tử, dẫu gặp chư Phật ngày xưa đã giáo hóa cho, nhưng chẳng tu hành đạo thâm diệu là đại thừa. Do họ làm ác nên lùi về bị khổ, do khuyên lìa khổ nên đầu tiên thuyết cho họ về niết bàn nhị thừa. Cho nên phẩm tính già nói thoạt đầu gặp Phật, rồi lùi về lưu chuyển trong vòng sinh tử, sau đó được hóa độ bằng nhị thừa. Đó chính là giống với ở đây.